Khoảng 14 giờ 20 phút chiều ngày 11 tháng 9, một người dân ở gần khu vực Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã thấy vòi rồng ở ngoài biển khu vực Bãi Trường. Vòi rồng cao cả trăm mét, đỉnh vòi rồng được mây đen vần vũ bao quanh. Đuôi vòi rồng hút sát mặt nước biển, chẳng lâu sau, vòi rồng tiến sát vào mé biển. Gió xoáy mạnh khiến nhiều cây dù ở bãi biển bị đổ ngã, đọt dừa cũng bị say theo chiều gió. Ghi nhận từ clip người dân quay lại, vòi rồng quét qua thời điểm đó không có khách du lịch tắm biển, không có tàu thuyền đánh cá neo đậu gần đó nên không có thương vong. Được biết, bước vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 hàng năm, ở thành phố Phú Quốc xuất hiện mưa nhiều. Do đó, Sở Du lịch Kiên Giang cũng khuyến cáo đối với các đơn vị kinh doanh du lịch ở địa phương thường xuyên theo dõi thời tiết và đồng thời đề cao cảnh giác trước nguy cơ thời tiết diễn biến phức tạp để chủ động nhắc nhở giữ an toàn cho du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.